Các bạn đang theo dõi những hình ảnh được ghi lại từ một camera an ninh. Đây dường như là bãi để xe của một cơ sở kinh doanh. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự và đội mũ, có gắn gì đó như phù hiệu. Trông anh ta rất giống người bảo vệ của bãi xe này. Điều gì đang diễn ra ở đây? Camera này chuyển động liên tục bao quát toàn bộ khoảng hè phố phía trước. Một người phụ nữ đi tới, dừng xe và bước vào cơ sở kinh doanh. Có lẽ chị ta chỉ định vào ít phút rồi sẽ ra liền, nên đã để xe ngay dưới lòng đường. Chiếc xe được dựng ngay chính diện camera, do đó dù chiếc camera này di chuyển qua hướng nào đi nữa, thì chiếc xe cũng luôn trong tầm giám sát. Đường phố vẫn tấp nập người qua lại, chưa hề có động thái nào bất thường tại đây. Bất ngờ, có hai phụ nữ tiếp cận vị trí chiếc xe. Tất cả vẫn nằm trong tầm quan sát của chiếc camera an ninh. Nếu có ý đồ gì thì có lẽ hai người phụ nữ này cũng khó mà hành sự. Người phụ nữ cầm lái đã bước vào trong, người còn lại cũng chưa có động thái gì bất thường. Người phụ nữ cầm lái vừa mới bước vào đã bước ngay ra, và hai người này đang ở đúng điểm mù của camera an ninh. Phải chăng sắp có một màn trộm xe chớp nhoáng? Không hề có vụ trộm xe nào xảy ra cả. Hai người phụ nữ này chỉ là những người khách hoàn toàn bình thường. Thời điểm này đang có khá nhiều người qua lại. Dù muốn, e rằng cũng khó tên trộm nào dám động đậy vào chiếc xe dưới lòng đường, nhất là khi camera an ninh vẫn liên tục hoạt động. Trông anh ta rất giống người bảo vệ của bãi xe này. Khi nãy anh ta cũng đã xuất hiện lúc hai người phụ nữ khả nghi tiếp cận chiếc xe để dưới lòng đường. Giờ anh ta tiến tới chiếc xe. Một động tác giống như mở khóa. Hành động này hoàn toàn không giống một người bảo vệ bãi xe chút nào. Anh ta phóng chiếc xe máy đi chỉ trong chớp mắt. Người phụ nữ chủ chiếc xe hốt hoảng chạy ra. Như vậy, đây chính xác là một tên trộm xe máy, và người đàn ông có bộ dạng rất giống bảo vệ kia lại chính là tên trộm. Chúng ta vừa theo dõi một vụ trộm xe chớp nhoáng, trong đó kẻ trộm đã cải trang giống như một người bảo vệ trong những bãi xe này. Ngay từ lần đầu xuất hiện, với cách ăn mặc lịch sự, bộ quần áo và chiếc mũ có phù hiệu khiến mọi người rất dễ lầm tưởng anh ta là một người bảo vệ. Thậm chí người này còn đứng ở đầu bãi xe, quan sát dòng xe cộ đi qua như đang canh giữ khu vực này. Bộ dạng và cách tiếp cận con mồi của tên trộm không gây bất cứ sự chú ý nào, thậm chí ngay cả trong lúc hắn đang phá khóa chiếc xe. Người khách mới tới này cũng hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì. Dù cho tên trộm có chút bối rối vì sự xuất hiện của một vị khách, nhưng màn trộm chớp nhoáng cũng trót lọt chỉ sau đó vài giây. Hãy cùng xem lại đoạn video người phụ nữ đi xe gắn máy tấp vào lề và dựng xe ngay dưới lòng đường, trong khi nơi để xe theo quy định vẫn còn chỗ trống. Minh chứng là ở cuối clip, một người khách khác đã chạy tới và để xe vào vị trí ngay sau cột điện. Nếu người phụ nữ kia để xe vào vị trí này thì không chắc gì kẻ trộm có cơ hội để thực hiện vụ trộm. Tao thấy là cô gái này quá là hời hợt Thảo với tài sản của mình. Bây giờ kẻ trộm rất tinh vi. Ngọc đã nói với Thảo bao nhiêu lần rồi. Đôi khi mặc đồ vest cũng có thể làm kẻ trộm. Chính xác, nhưng mà không phải là con Ngọc thôi. Bất đúng cứ rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà cô gái này là giống như là tạo điều kiện, đây là một cái... Đúng rồi, đặt lòng tin vào tất cả mọi người đi đường. Thảo thấy có rất là nhiều đối tượng đi qua đi lại và không có thể đoán được ai là kẻ tại trộm. Tại sao có bãi dưới xe? Tại sao không chạy xe lên lề mà đậu nghiêng ngang ở trước đường? Đó là người ta gọi là gợi lòng tham.